Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Những người Mỹ bị khuyết tật được điều trị bằng nhiều liệu pháp phục hồi chức năng khác nhau. Khi điều trị, bệnh nhân phải gắng sức để hoàn thành những hoạt động hàng ngày mà chúng ta vẫn xem là chẳng có gì khó nhọc. Thông tin viên của đài VOA đến một trang trại ở bang Maryland, nơi đang giúp thay đổi cuộc sống của những người khuyết tật bằng trị liệu cưỡi ngựa. Mời quý vị theo dõi chương trình sau đây. Hôm nay là ngày vui nhất trong tuần We even leave home. Chúng tôi rất háo hức hôm nay là ngày thứ bảy chúng tôi sẽ cưỡi ngựa. Đây là khu trị liệu cưỡi ngựa Maryland, nơi mà ngựa và chuyên viên trị liệu giúp những người khuyết tật giống như Selena. I come here for many Tôi ở đây vì nhiều lý do. Lý do chính là để điều trị, để cải thiện sức mạnh và sự thăng bằng của cơ thể. Lily mất khả năng nói. Cháu nói được khoảng 500 từ lúc nó 5 tuổi. Giờ xuống chỉ còn vài từ. Tôi rất phấn khởi khi thấy sự thay đổi và tiến bộ của thằng bé. Tôi cảm thấy không có chương trình này thì sẽ không được tốt đẹp như vậy. Sử dụng ngựa trong điều trị không chỉ là dạy cửa như thế nào. Chuyên viên trị liệu Michelle Sanger cho biết. Thực ra tôi sử dụng sự chuyển động của con ngựa, chuyển động ba chiều để giúp cho cô ấy có phần hồi thần kinh, để kích thích những cơ thần kinh. Ở những bệnh nhân đi lại khó khăn, cử động trên lưng ngựa mô phỏng động tác đi bộ và kích thích cơ ở phần thân mình. Chuyên viên trị liệu Deborah Taylor. Lợi ích gấp nhiều lần bởi vì bạn không chỉ tập kỹ năng cử động mà còn tập trên con ngựa khi nó đang di chuyển ở một vị trí không được thoải mái. Vị trí không thoải mái đó buộc người cưỡi phải dùng những nhóm cơ hiếm sử dụng. Kết quả rất đáng khích lệ. Giám đốc điều hành Ken McCready nói, Những điều mà bạn thấy ở đây là điều kỳ diệu. Đó là những điều kỳ diệu bé nhỏ xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống. Bạn nhìn thấy điều đó trên gương mặt người cưỡi ngựa. Những gì họ có thể đạt được, có thể học được, niềm vui mà họ đang có. Điều hay là vui chơi nhưng thực chất là đang điều trị. Rất nhiều người tham gia không thể chơi những môn thể thao khác. Họ không thể chơi bóng rổ, bóng đá. Họ không chơi những môn thể thao đồng đội được. Nhưng đến ngày thứ Bảy, những con người này đem lại sức mạnh. Đó là sự tự do. Tự do về nhiều mặt. Tự do cảm nhận cử động. Tự do tận hưởng khoảnh khắc đó. Chấp nhận nó. Và làm theo. Just kind of go with the dù những khuyết tật của ba người này khác nhau và dù cửa ngựa không chữa lành cho họ nhưng nó mang lại niềm vui trong vài tiếng đồng hồ ngày thứ bảy nhịp điệu của sự bình thường hòa vào dáng đi của con ngựa